Thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy người ta nói dối rất là nhiều Nói dối, lý do mà người ta nói dối là bởi vì người ta nói cái điều đó nó có lợi cho họ hoặc là nếu nó thật thì nó thất lợi cho nên người ta phải bị chuyện ra để người ta nói và những người nói dối đó là con cái của ma quỷ như chúa nói đó vì ma quỷ là cha hay là tổ phụ của sự nói dối cuộc sống này dối nhiều lắm nhưng mà với một người dối thì người ta không có tin tưởng ngay cả khi mà người nói dối nó thật thì người ta cũng không tin nữa vì vậy đó cho nên chúng ta không nên nói dối và ở đây thánh dân nêu lên một cái đặc điểm của antichrist tức là nói dối và ông đặt rằng ai là người nói dối đó là người mà không có công nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ và đó cũng là người gọi là Antichrist tức là cái người mà sẽ xuất hiện như Chúa nói trước cái ngày cuối cùng trước ngày Chúa tái lâm thì thưa quý vị là người ta sẽ chống nghịch lại Đấng Christ và kẻ cầm đầu của tất cả những người chống nghịch đó chính là ma quỷ. Ma quỷ sẽ sử dụng rất nhiều người. Có một những người mà quý vị thấy nổi cộm lên. Nổi cộm lên. Mà Kinh Thánh nói rằng là họ có thể làm phép lạ. Họ có thể ngồi trong đền thờ. Họ tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Và bằng đủ mọi hình thức họ à, châu bỏ Chúa ngày hôm nay để chúng ta có thể nhận ra có những cái giáo lý họ không có nhận Chúa Giêsu Christ là đáng cứu thế một số các tôn giáo người ta không nhận và ngay cả những cái nhóm hay là những cái denomination mà quý vị thấy ngay cả xuất phát từ trong hội thánh của Chúa thì cũng có những cái nhóm của những cái file đó có nhiều khi chúng ta vẫn cho rằng là họ vẫn đi vào kinh thánh, họ vẫn tin Chúa. Nhưng mà ở đây kinh thánh gọi họ là Antichrist. Lý do là bởi vì họ không nhận Đức Chúa Còn. Họ chỉ nhận có một, chẳng hạn như có một số người họ chỉ nhận một mình Đức Chúa Cha thôi. Họ nó có một Đức Chúa Cha, chứ không có Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta nghĩ rằng cũng vẫn đúng bởi vì họ tin vào một Đức Chúa Cha. nếu đó là một tiến trình nếu đó là một cái giai đoạn mà người ta bị che khuất Rồi người ta tiếp tục tìm hiểu mà Một ngày nào đó người ta phải công nhận Chúa Giêsu Giống như trường hợp của ông Phaolô. Phaolô là một người cũng không công nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ Và ông chỉ công nhận do Thái giáo Ông chỉ công nhận một gia ve, một đức chúa cha mà thôi Cho nên ông bắt bớ Và ông làm đủ một cách để mà chống lại đạo Chúa Giêsu vì ông không công nhận rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ và rõ ràng là thời bấy giờ có rất nhiều người người ta đã muốn giết Chúa Giêsu, bởi vì người ta muốn à, ủng hộ do Thái giáo bởi vì người ta sợ rằng do Thái giáo sẽ không có còn tồn tại nữa, cho nên vì yêu giáo hội à, họ bất chấp hết tất cả mọi sự để mà giết Chúa Giêsu. Sau khi giết Chúa Giêsu không được, giết rồi chứ mà không được có nghĩa là Chúa Giêsu đã sống lại rồi không thành công lắm. À, sau khi giết Chúa, thì bây giờ họ tiếp tục, quý vị đọc Sức Công cuộc sứ đồ, quý vị thấy họ tiếp tục à, bắt bớ những người mà rao giảng về Chúa Giêsu. Trong đó có Phêrô, trong đó có phao à, những con người mà có thể rằng 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 à, trước đó là những con người cũng không có công nhận, nhưng mà bởi chân lý bởi uh, ăn điển của chúa bởi sự soi sáng của ngài thì phao Lồ đã nhận ra Chúa Yêu sư thật sự là đăng Christ. cho nên ông đã uh, sốt sáng càng hơn nữa trước kia ông sốt sáng trước kia là ông là rất là cuồng nhiệt ông bắt bớ đạo của chúa ông tìm đủ mọi cách để mà ông uh, ngăn chặn đạo của chúa thế nào thì bây giờ ông uh, quay ngược lại ông là người rao giảng và ông quyết liệt rao giảng cho đến nỗi ông nói rằng ông không còn biết cái điều gì, gì nữa hết ngoại trừ là đấng Christ và đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự à, ngài sống lại thì đó là một cái câu chuyện mà có thể nói rằng là Paulo say mê và ông rất là cuồng nhiệt để mà rao truyền cái câu chuyện đó à, rao truyền một cái thực sự là Chúa Giêsu là đấng Christ nhưng mà bây giờ ngày hôm nay thì khi vị vẫn thấy tiếp tục có những người họ quay ngược lại họ vẫn không công nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ. Mặc dù họ cũng nói về kinh thánh, mặc dù họ cũng là những người vẫn nói rằng họ theo Chúa, họ đi trong đường lối của Ngài, nhưng chối bỏ Đấng Christ và đấy là một cái đặc điểm để chúng ta có thể xa lánh, để chúng ta có thể coi đó là những người theo tà giáo. Ví do tại sao mà không công nhận Đấng Christ thì là một cái tà giáo nếu trong thời cựu ước mà họ không 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 họ họ chưa công nhận hay là họ đứng mong chờ thì không có gì sai cả nhưng mà khi Chúa Giêsu Christ đã xuất hiện đã đến trần gian này và cả cuộc đời của ngài minh chứng về một Đức Chúa trời kinh thánh nói rằng ban đầu có ngôi lời ngôi lời ở giữa Đức Chúa trời ngôi lời là Đức Chúa trời và ngôi lời ở cùng Đức Chúa trời muôn vật bởi ngài làm nên chẳng vật chi đã tạo nên mà không bởi ngài trong ngài có sự sống và sự sống là sự sáng Ngài đến thế gian nhưng mà thế gian không nhận lãnh. nè à, ngô là ở giữa chúng ta một cách ở giữa chúng ta đã trở nên sắc thịt một cách đầy ơn và lẽ thật nhưng mà họ không công nhận, quý vị than và những người không công nhận đó chẳng hạn như là hero cũng đã tìm cách để mà giết không có không có đấng messi nào ở đây hết người này coi chừng lên là làm vua chiếm cái ngai của mình và ông đã giết và ở trong lịch sử quý vị thấy rằng những thầy thông giáo những thầy pharisi những thầy tế lễ cả và cả khi những giáo hội do thế giáo họ đồng lòng để mà giết chúa giêsu và họ không có ngần ngại họ rất là quyết liệt đến nỗi họ là xin tội xin huyết vô tội xin huyết của người đó đổ lại trên chúng tôi và con cháu của chúng tôi thì có nghĩa là họ rất là quyết liệt à, họ không thể là chấp nhận chúa giêsu là đấng christ và nếu ai rao giảng nói chúa giêsu đã sống lại và chúa giêsu là đấng christ thì họ phẫn nộ và mãi cho đến giờ này thì quý vị vẫn thấy người do thái cũng có rất nhiều người họ cũng không có chấp nhận chúa giêsu trong khi à, có thể nói rằng những bằng chứng về chúa giêsu là đấng christ thì nó rất là rõ ràng cả thế giới người ta còn phải công nhận à, còn phải dùng cái niên lịch của chúa giêsu còn phải nghĩ cái ngày chủ nhật là cái ngày mà chúa giêsu đã sống lại nhưng mà người do thái và một số người một số người bây giờ thì vẫn là từ chối và chúa nói rằng đó là những người nói dối bởi vì dối tại sao dối là bởi vì cái chuyện nó thật trước mắt chẳng hạn những cái chuyện nó hiển nhiên và thậm chí họ có thể biết nữa những người do thái những câu chuyện về chúa giêsu và việc chúa giêsu đã sống lại 40 ngày đã hiện ra rất nhiều nơi việc giáo hội ngày hôm nay người ta sống một cách rất quyết liệt, người ta tin vào sự phục sinh của Chúa một cách rất quyết liệt. Nào là Phêrô, nào là các môn đồ của Chúa từ những người bỏ chạy, từ những người sợ hãi bây giờ họ trở nên mạnh mẽ, họ rao giảng và họ dám chết cho cái niềm tin đó thì tại sao mà không tin? Và đặc biệt là quyền năng của Chúa, danh của Chúa vẫn tiếp tục là đuổi quỷ chữa lành và nhân danh Chúa người ta có thể biết bao nhiêu phép lạ xảy ra nhưng người ta vẫn không tin. Đó là tại sao? Đó là những người nói dối. Cũng giống như bây giờ mở mắt ra nhìn thấy mặt trời mà vẫn cứ nói, nói cái miệng là không có, không thấy. Thì đó là một cái sự dối. Cũng như với nhiều người quý vị biết không? Cái sự thật hiển nhiên. Nhưng mà vì một lý do nào đó, họ vẫn cứ nói dối một cái trăng trợn. Thì đó là cái trường hợp mà ở tại đây Chúa gọi là Antichrist. Antichrist là khi người, những con người mà chối bỏ một sự thật sự chối bỏ một chân lý, chối bỏ những cái sự thật hiển nhiên rất là rõ ràng, cũng giống như người Việt Nam của chúng ta quý vị thấy hầu hết chúng ta đều tin là có trời, đó là một cái sự thật hiển nhiên mặc dầu có thể là con người chúng ta không thấy nhưng mà quý vị thấy mọi người đều phải tin rằng là có một ông trời, có một thiên chúa, có một đấng dựng nên cả trời đất muôn vật này và không phải chỉ người Việt Nam của mình nhưng mà tất cả các mọi dân tộc người ta vẫn tin vào một thượng đế. Trước khi Chúa Giêsu giảng đến trần gian này để mà rao giảng thì người ta vẫn tin vào có một thượng đế. Đó là cái sự thật hiến nhiên. Rồi khi Chúa Giêsu đến thì trở thành một cái bằng chứng hùng hồn hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Thiên Chúa đã hiện thân thành con người. Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở thành con người cái câu chuyện giáng sinh của Chúa đã nói lên rằng Ngài là Thiên Chúa, rồi cả cuộc đời của Chúa nói lên Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Đấng cứu thế, rồi việc mà Chúa Giêsu chịu chết và sống lại nói lên rằng Chúa là Đấng cứu thế, những gì của Ngài nói, những gì của Ngài làm, tất cả sự chữa lành, sự giảng dạy của Chúa. À, những cái việc quyền phép của Chúa qua việc hóa bánh để mà nuôi những đoàn dân nghèo đói, à, Chúa phán một lời thì biến cả thì yên lặng, Chúa khiến người què đi được, người điếc có thể nghe được, người câm có thể nói được và cả người chết có thể sống lại thì làm sao để nói rằng Ngài không phải là đấng cứu thế? À. Nhưng mà người ta vẫn chối bỏ và chúng ta rất lấy lầm là là có nhiều người bây giờ vẫn biết về kinh thánh vẫn nghe về à, đạo của Chúa nhưng mà rồi sau một cái thời gian mình vẫn bị ma quỷ lừa dối để rồi vẫn cứ nói rằng Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa Chúa Giêsu không phải là Đấng si thì đó là một cái sai lầm rất là lớn và đấy là đặc điểm mà quý vị phải nhận ra để quý vị không nên à, không nên đi vào cái con đường đó bởi vì đó là những người mà bị ma quỷ dẫn dụ để đi vào trong cái con đường là Antichrist tức là chống lại Đăng Christ và chúng ta trong cuộc đời của chúng ta không phải là người chống mà phải là cái người rao giảng bởi vì khi chúng ta chống lại Đăng Christ thì chúng ta chẳng qua là đá vào cái ghim nhọn mà thôi như Phaolô đã làm chứng và cả cuộc đời của Follow minh chứng về cái điều này từ một con người rất chân thành rất quyết liệt ông đã tìm đủ một cách để chống đạo của Chúa nhưng bây giờ tại sao Phaolô trở thành một con người mà ông nói rằng ông dám chết, ông không hề sợ hãi, ông rao giảng về Đấng Christ và có thể nói là chưa có một con người nào không phải là tin Chúa thôi mà có người hầu vị Chúa nào có thể sánh với Phaolô ngày hôm nay biết bao nhiêu những người hầu vị Chúa nhưng mà không thể sánh được với cái tinh thần cái lòng yêu mến Chúa và cái sự hy sinh cũng như những cái thành quả của Phaolô thưa quý vị à, bởi vì ông Phaolô đã biết rất rõ Chúa Giêsu là Đấng Christ và khi đã biết rõ rồi thì ông không bao giờ nói dối hết đó. À, còn có nhiều người bây giờ vì một lý do nào đó người ta nói dối à, có một câu nói người ta nói rằng tất cả là chỉ vì bên mì có nghĩa là tất cả vì quyền lợi quyền lợi người ta phải phải nói như thế vì quyền lợi người ta phải chấp nhận như vậy à, nếu có ai hô lên cái cái họ ủng hộ lên ở hùa theo là cũng với vì bởi vì quyền lợi. Cho nên hầu hết con người chúng ta sống đi đằng gian này, chúng ta dối là bởi vì như thế chúng ta coi cái anh, cái lợi cái quyền nó lớn quá. Đến nỗi chúng ta phủ nhận cái sự thật. Đến nỗi chúng ta dối với lương tâm. Đến nỗi chúng ta à, làm những việc trái hoàn toàn là trái nghịch. Là lý do là bởi vì chúng ta à, không có sống ở trong cái ánh sáng và sự chân thật. Ừ. cho nên xin chúa cho tôi và quý vị để trong cuộc sống này chúng ta không là cái người dối khi chúng ta chưa biết thì không sao chúng ta nói chúng ta không biết à, nhưng mà khi đã biết rồi khi sự thật nó bày tỏ hiến nhiên rồi thì là tại sao chúng ta dối đây là vấn đề Dù mình không hiểu à mình không hiểu chuyện gì đó mình có thể nói mình có thể làm một việc không đúng nhưng khi mình hiểu rồi mình nói ồ à đúng là hôm trước tôi không hiểu hôm trước tôi bị một cái sự xuyên tạc nào đó hôm trước tôi vẫn còn ở trong một sự che khuất nào đó cho nên tôi chưa thấy hết cái sự thật nhưng bây giờ tôi thấy rồi và khi mình thấy rồi mình phải thật sự mình sống mình thật sự mình công nhận cái lẽ thật đó đằng này vẫn, vẫn cứ dối cuộc đời nó kinh khủng vậy đó giống như có nhiều người họ làm một cái việc gì đó hỏi họ, họ họ vẫn cứ nói ngược lại mà trong lúc cái làm của họ biết rất là rõ họ không thẹn luôn khi họ nói một cái lời đó không nên như vậy mình theo Chúa mình phải công nhận cái sự thật và quý vị thấy follow không khi follow không biết thì rõ ràng là ông bắt bớ ông chống nghịch ông ủng hộ cái việc ném đá ê tiên ông xin những cái trác lệnh để mà đi khắp nơi để mà bắt đạo của Chúa à, ông chưa biết ông chưa có thể nhận ra được nhưng mà trên con đường ông đi đến Nam Mách và ông ta đã té ngựa ông đã thấy một ánh sáng từ trời đến Ông nghe tiếng phán của Chúa Và ông đã đối thoại với Ngài à, Và rõ ràng ông biết rất rõ Đó là Chúa Giêsu Thế thì quý vị thấy rằng Nếu mà sau đó follow vẫn còn chối nữa Nếu sau đó ông follow nó Không có chuyện gì Bữa đó tôi mệt quá Tôi nên đi tôi té thôi à, Mà tôi mù là có lẽ là tôi bị cái này Tôi bị cái kia Chứ cũng không phải là mù nữa à, Cũng không phải là vì cái chuyện đó nữa Và những gì mà tôi nghe đó Thì cũng không phải nữa Chẳng qua là tôi tưởng tượng đó bởi vì thế follow có thể dối như vậy Và khi mà follow dối như vậy Thì cả cuộc đời của ông hư mất Đi trong cái sự hư mất Và Đức Chúa Trời không thương xót đâu Thấy không Nhưng mà ông đã chân thật Sau khi mà ông nhận ra được Chúa Giêsu là Đấng Christ, Chúa Giêsu chính là Chúa cứu thế, là Đức Chúa Trời thì ông hết lòng tin cậy. giàu cho ngày trước ông là một thầy Pharisee, -si và bây giờ ông bị người ta bạc đại ông ta đối xử và thề thề để mà giết ông ta nữa quý vị thấy có bốn chục người họ kiên ăn kiên uống để mà giết ông follow ở trong uh, công cuộc sư đồ độ 22 mươi biết điều đó à, không còn được cái sự uh, yêu mến nghen tiếp của những người do thế giáo nữa của đạo Judah nữa quý vị biết họ không còn nữa và ông coi như trở thành một con người mà như chó ghẻ vậy người ta nói rằng là ông là một cái tên gian ác không đáng sống phải giết nó đi và cái người mà để đơn để mà kiện follow đó là ai là thầy Tế lễ cả quý vị thấy chưa à, chứ không có phải là một người gọi là không hiểu biết hoặc là những người mà gọi là đối với xã hội như là vũ cô du đảng à, một người kẻ mà gọi là xấu <laughs> nhưng mà từ những con người mà quý vị thấy đại diện cho tôn giáo đại diện cho đạo đức đại diện cho những người hiểu biết lại chống một follow nhưng mà follow vẫn không hề không nại những cái điều đó follow đã đi trong con đường chân lý thì ông quyết liệt và ông không hề sợ hãi không hề lo lắng không hề buồn phiền chúng ta ngày hôm nay trên con đường theo Chúa hay mạnh dạng như vậy và đó là cái sự chân thật của chúng ta còn vì một lý do gì đó mà chúng ta chối thì thưa quý vị rất là hèn giác à, và coi chừng chúng ta đi vào ở trong cái giống người gọi là antichrist những người chống lại đấng christ và khi chúng ta chống lại đấng christ thì chúng ta biết được là chúng ta đá vào cái ghim nhọn chúng ta chỉ làm hại cho chính bản thân mình chứ không phải làm hại cho công việc của chúa được đâu cho nên xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy cậy nhờ ơn của chúa đi trong đường lỗ của ngài để chúng ta sống trong lẽ thật Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài sống một cách đầy ơn và lẽ thật. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta một cách đầy ơn và lẽ thật. Và ngày hôm nay tôi và quý vị những người theo Chúa cũng phải bước theo cái dấu chân đó. Chúng ta sống giữa trần gian này đầy ơn và lẽ thật. Sống trong sự chân thật. Và đừng có bao giờ mà chúng ta làm những chuyện không đúng đừng có dối gian, bởi vì cái sự dối gian đó là chúng ta thuộc về ma quỷ và chúng ta sẽ chuốc lấy cái số phận hết sức là khốn khổ. cho nên xin Chúa ban ơn, xin Chúa thăm viếng đời sống của chúng ta và xin Chúa cho để tôi và quý vị ngày hôm nay là những người luôn luôn rao giảng về Chúa và Chúa gọi cái việc mà chúng ta rao giảng hoặc là không rao giảng là chối. Ngày hôm nay nếu quý vị rao giảng về Chúa Tức là quý vị ủng hộ Là quý vị đầu phục Là quý vị sống trong lẽ thật Còn quý vị không rao giảng Tức là chối Ai chối ta trước mặt thiên hạ Thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta trên trời Quý vị thấy chưa Ai xưng ta trước mặt thiên hạ Thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt cha ta ở trên trời Đó là lời Chúa đã nói Như vậy thì cái thái độ mà chúng ta chống lại Chúa đó, chối Chúa đó có nghĩa là chúng ta không rao giảng, không nói về Ngài. Giống như bây giờ một người rất tốt với mình, một người đã cứu mình, một người mà yêu thương mình, đem lại cái hạnh phúc tốt tốt lành cho mình, mà mình lại không bao giờ ngợi khen, không bao giờ ca tụng, không bao giờ nói về người đó, với người khác thì đó là một sự giả dối phải không à, giống như bây giờ mình không được gì cả mình không là chi cả bây giờ mình được như thế này là nhờ ai đó <laughs> nhờ một người nào đó cứu giúp mình lên vớt mình lên đem về nuôi nắng chăm sóc dạy bảo và cung cấp hết tất cả mọi sự tốt lành để thay đổi một con người mình từ một con người xấu xa tầm thường không ra chi cái từ trong vũng buồn lầy để chúng ta trở thành một con người sáng láng tốt đẹp nhưng mà chúng ta không bao giờ nói về người đó chúng ta không bao giờ dám đi chung với người đó thì rõ ràng đấy là một sự giả dối vì vậy cho nên hãy nhớ rằng cái 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 thái độ antichrist nó không phải chỉ là mình không công nhận về giáo lý không phải là mình miệng của mình nói ra là không có chúa nhưng mà cả cái cuộc đời của mình chúng ta không minh chứng về Ngài không cảm tạ ngài chúng ta phủ nhận cái sự thật đó giống như 10 người phun chúa chữa lành cho họ trước đó là họ phun khi họ đến với chúa và sau khi họ văn lời của chúa họ vừa quay đi như chúa nói hãy đi về à, và hãy đến với các à, những người trong chức quyền được bây giờ để họ xem xét họ khám xét các người các người được chữa lành rồi đấy đi về đi hãy gặp những người mà họ có thể xét theo luật là những người nào mà bị phong mà được chữa lành á người đó phải được cả thầy tế lễ phải khám xét rồi mới cho nhập lại sống lại một cách bình thường với những người dân chúng thì thưa với quý vị sau khi nói như vậy thì những người này đã được chữa lành nhưng mà trong 10 người đó thì chín người không có quay trở lại để cảm ơn Chỉ có một người quay trở lại và cảm ơn Chúa Thì Chúa hỏi chín người kia ở đâu Đó là một cái sự giả dối Tại sao mình nhận ơn Mình biết rất là rõ mà mình không biết ơn Cho nên trong cái mùa tạ ơn này Thì xin Chúa cho tôi và quý vị Để chúng ta cũng hãy cảm ơn Chúa Không phải chỉ trên môi miệng Nhưng mà trong cả cái cuộc đời của chúng ta Tất cả những gì chúng ta có thể làm được Để mà nói lên rằng Chúng ta cảm ơn Chúa và xin Chúa tham viếng, xin Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta Để chúng ta không sống một cách giả dối Những người mà chúng ta mang ơn Thì thưa quý vị rằng chúng ta phải nhớ đến những người đó Đừng bao giờ chúng ta vì một lý do nào đó Mà chúng ta phủ nhận Và đừng bao giờ mà chúng ta chối bỏ Chúa Đừng chối bỏ cái sự thật Bởi vì đó là một sự giả dối Và khi chúng ta giả dối Chúng ta thuộc về ma quỷ cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta sống một cách chân thật. Chúng ta là những người chân thật. Khi chúng ta biết được những sự thật, thì chúng ta phải bày tỏ, phải sống, phải cảm ơn. Nếu đó là những người làm ơn cho chúng ta mà chúng ta chưa biết, nếu đó là một người tốt thì chúng ta phải công nhận người đó. Nếu đó là một người mà có thể nói rằng đáng để chúng ta ngưỡng mộ thì chúng ta phải ngưỡng mộ phải ca tụng chứ không có thể nào mà chúng ta biết được sự thật rồi chúng ta vẫn vì một lý do nào đó chúng ta giải dối để chúng ta có thể phủ nhận có nhiều người như vậy đấy và người ta nói có những người mà họ được cái sự thành công ngày trước họ là người không ra chi bây giờ họ trở thành người nổi tiếng thành công thì thường những người đó, đó, nhiều người không muốn gặp lại những cái, những cái người mà biết mình khi mà mình còn hàng vi khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh à, nghèo khổ và thậm chí là những ăn nhân của họ nữa, đôi khi họ không muốn gặp. Bởi họ gặp lại thì nó ồ cái thằng đó, người xưa nói như thế này thế này tôi giúp đỡ nó đó <laughs> họ, họ sợ cái điều đó, à, cái cô bé lọ lem đó, à, cái đứa đứa cháu đó nó vậy đó, bây giờ tôi nâng đỡ nó lên Nhờ, nhờ tôi cho nên nó mới được như vậy Thì họ rất là sợ gặp cái người đó Họ muốn bây giờ Cái cái sự vinh quang của họ Họ muốn tất cả Những cái thành quả của họ đó Không có ai mà biết họ trước kia là Nhờ ai đó Và đó là một cái sự giả dối quý vị. Thậm chí có nhiều đứa con không có muốn Mẹ của mình, cha của mình Để mà thăm mình nữa à. Bởi vì bây giờ mình là Ông này, ông bà kia rồi mà bây giờ tự nhiên có một người cha người mẹ gì đó nghèo khổ quá làm sao được mình biết cái à, xuất xứ của mình là như vậy nhưng mà bây giờ người khác sẽ có thương mình Mà đó là một sự giả dạ dối một sự hèn nhát cái gì thế chưa à, một cái sự thật người ta có được ngày hôm nay á, là cũng phải là hãy nhớ rằng là mình là ngày xưa mình là ai chứ mình được ai cứu giúp chứ Đối với đời này thì tôi thưa quý vị rằng có những cái sự thật mà chúng ta là xấu hổ. Nhưng mà đối với Thiên Chúa tại sao chúng ta là chối Ngài trong lúc Ngài là đáng đáng để chúng ta tự hào. Đáng để chúng ta rao giảng. Không có nhiều người hồi người xưa khi mà sợ khi rao giảng ra bị bắt bớ đó. cho nên họ không dám rao giảng. À. Còn bây giờ chúng ta đang ở trong đất nước Mỹ nè. Đương ở trong những đất nước tự do thì tại sao chúng ta không rao giảng? Trong lúc đó chúng ta không gặp cái sự trở ngại, không gặp bất bớ luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn không bày tỏ về Chúa. Thì đó là một cái sự giả dối. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta không rơi vào trong cái tình trạng là chối bỏ Chúa. Không rao giảng về Ngài, không xưng Ngài ra trước mặt thiên hạ. Nguyện đời này chúng ta sẽ là mô đề của Chúa không phải chỉ là tiếng môi miệng. Nhưng mà cả cuộc đời này minh chứng về Chúa hãy sống để bày tỏ thiên chúa là đáng tốt lành, hãy bày tỏ chúa giêsu chính là đáng cứu thế và tôi và quý vị được cứu rỗi và được mọi sự tốt lành ngày hôm nay là bởi chúa nhờ ngài không phải là bởi chúng ta xin chúa ban phước và xin chúa ở cùng chúng ta để trong đời sống của tôi và quý vị chúng ta sẽ là những người yêu mến ngài đi vào con đường của ngài hầu việc ngài trung tín với ngài và như follow khi chúng ta đã biết được sự thật khi ánh sáng chân lý đã chiếu vào trong tâm của chúng ta trong lòng của chúng ta trong trí của chúng ta thì chúng ta phải là những người sống chết với chân lý đó không vì một lý do nào hết quý vị thấy giàu cho phô lô bị rất nhiều những bất bỡ khó khăn xiềng xích hăm dọa nhưng mà ông cũng không vì những điều đó mà ông chối bỏ cái chân lý và xin chú cho tôi và quý vị để chúng ta ngày hôm nay là những người đã gặp chân lý đã biết chân lý Chúng ta đã đi trên con đường theo Chúa và Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều tốt lành cho đời sống của chúng ta. Hãy sống, hãy luôn luôn trở thành một người làm chứng về Ngài, một chứng nhân cho Ngài ở trên đất này. Chứng nhân về sự tốt lành, chứng nhân về sự vinh hiển, chứng nhân về quyền năng, chứng nhân về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Và Nguyễn Chúa thương xót, xin Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta. Và mong rằng ở trong cái mùa cảm tạ này, chúng ta không phải chỉ À, tổ chức một buổi lễ à, Cho nó hoành tráng Cho nó hay à, Mời nhiều người tới Chỉ dừng lại ở chỗ đó mà thôi Nhưng tất cả chúng ta sẽ là những người Hãy biết ơn Ngài Bởi vì đó là một sự thật Không thể chối cãi được Và nếu chúng ta không nói à, Chúng ta nín lặng Thì đó là một sự giải dối Giống như cái những người à, Họ đã thấy được phép lạ Họ đã gặp được Chúa họ đã được sự bày tỏ của ngài thì họ nói chúng tôi không thể nín lặng được ngay cả các môn đệ của chúa thì đương khuya đương ban đêm như vậy họ trở về Jerusalem liền để, để báo tin chứ không nó thôi để đâu bởi vì cái đó là điều họ không thể nín lặng được và những người chăn chiên khi gặp chúa giêsu được sinh ra đúng y như là lời thiên sứ bảo thì họ nói kinh thánh nói rằng bọn chăn chiên trở về làm sáng danh đức chúa trời và họ thuật lại những gì mà họ đã thấy và nghe Họ không thể liên lạc được. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy sống, hãy sống chân thật. Để Chúa đẹp lòng và Chúa ban phước cho đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa ở cùng chúng ta, Nguyện Chúa thăm viếng đời sống của chúng ta và ban cho chúng ta được ơn của Ngài để chúng ta sẽ là những con dân của Chúa thật sự. Chúng ta sẽ là những người mà không phải là Antichrist nhưng mà chúng ta sẽ là những người support Ngài. Chúng ta sẽ là những rao giảng, những người rao giảng về Ngài những Christian thật sự những người có Chúa trong đời sống của chúng ta thật sự và xin Chúa ban phước xin Chúa tham viếng đời sống của chúng ta để chúng ta bước đi trong Chúa và chúng ta sống một đời sống Chăm chân thật đừng sống giả dối quý vị và nguyện Chúa ban phước trên chúng ta trong mùa lễ cảm tạ này bây giờ chúng ta dành thời giờ để chúng ta cầu nguyện quý vị